Nani? Áo vậy? Áo thật cơ chứ. Ôi té đó. Biến, không được biến ơi. Ừ à. Nè 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 nè. Thôi. Thôi. Quay cầu khỉ chơi. Thôi. Nữa. Hỏi mặc cái áo được không chú? Mặc chứ anh ơi. Qua mặc đi anh ơi. Dùm đi, dùm đi về. Thôi rồi rồi, dùm đi bên đây đi. Em về miền Tây nè. Em về miền Tây. Ôi có mùi mùi đây. Đây. Nói mày em. Ê bấm mày bấm quay phim. Ê, ác nè, có ghê quá không? Trời ơi, ôi đẹp á, đẹp á. Mày bả cho chị bả cho rồi ok. Ê mày bấm quay phim, mày bấm quay phim mày. Rồi 2 3. Ờ tính ra là đi hướng này luôn nè. Rồi đó rồi, coi luôn đi. Thì nó có cái gì mình đi đó đi. Tết rồi, tết. Tại miệng ra nè. Rồi. Đi rồi có người đi. Ok, mang theo đi không sao đâu. Là hủ tiếu nha bạn nha. Áo gì? Áo thật cơ chứ. Nui nè mày. Cần lấy không? Lấy một cái đi. Em thích màu nào? Lấy không? Bánh nè bạn. Cốm mà. Kho dừa đồng giá 50. Đuốc nè các bạn. Khô này là khô cá nhái hả ta? Khô cá nhái. Khô cà rô. Thử đây nó có đoạn thử hả ta? Có gì? Cá đồng. Mè. Ngon quá cô ơi. Ngon này lóc tỏi, cái này lóc đồng, cái này cá dưa hồng, cái này con cá mai, cái này cá lối nè. Cá chi vàng đâu chị? Cá chi vàng nhỏ nè. Chi vàng. Nè, nghe nè, qua đây, qua đây, qua đây. Bà cô đây chiên nướng thử đó mấy chị ơi, chừng nào chân gà lắm cả nhà ơi. Kẹo hả? Qua đây nha các bạn nha. Đóng quay hả? Hả? Dẹp cái thiếu. Bộ biến đâu rồi ta? Đâu đâu. Ui. Ôi, nãy giờ lạnh cái lại đây cái ấm đèn. Không chịu
cái gì vậy? Bánh trứng. Ui, ôi trời, trời. Hủ tiếu ngọt. Rồi nếu các bạn nào chuyển 35.000 một con. Này là gì ta? Tiếu quá các bạn. Gì ta? À, bún hả? Đây là cái máy xay bún nè các bạn. Này họ người ta làm kẹo dừa đó bạn, kẹo dừa không đường đó ta. Này giống kẹo kéo quá vậy, họ kẹo dừa hả? Kẹo dừa nó. Ủa cái này hồi nãy tính tiền chưa? Cơm gồng tạm vé biết. Không cái coi cơm tính tiền chưa? Em không lấy. Tạm vé cơm gồng luôn. Đi qua đây tính, qua đây tính. Tạm vé cơm trời ơi, trời. Chị, tính tiền cái này. 50 à. Chết. Hậu thiệt. Hậu thiệt chứ. Sân vượng hả? Ừ. Đi luôn chú. Chỗ nào có là mình cứ đi. Một vé vô trong đó tham quan là 30.000 hả? Sao vậy? Hỏi chú có điều lao không? Chú có gì lao chú? Cái thằng cái gì lao hả chú? Để cho con mượn đi. Có. Ôi. Cái này là hợp với cái bài em về liền Tây. Hủ tiếu ngọt nha mọi người ơi. Đây, cho hiền quen cái luôn. Ngon á. Ừ ơi. Nó dẻo. À. Bim thử bim, nó dẻo ngon lắm bim. Ơi mưa đó là mọi người ơi. Người đứng như gió bay vào trời, hãy nghe câu ca anh đang cất lên. Thì người đứng như gió bay vào trời mà. Mình đi mong ngoan chỗ này được không chú? Sợ té hả? Thôi, không nên. Sợ té, trơn lắm. Chuẩn bị xuống này nha mọi người.
Ui. Ui 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 ui. Gì vậy? Rồi giờ tới ơi, giờ tới cái đó ơi. Cọp lên trước rồi kéo bim lên cọp. Rồi rồi, bước 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 đây, bước vào đây, bước vào. Bim bim. Rồi mấy đứa đi sau đi anh, cái gì anh mới sao anh tẩy tới. Chị với bà nội. Ê ngập bắt đầu giật giật luôn. Thế là chuyện gì đó. Ôi sàn kêu. Mưa lầm râm các bạn ơi. Đây là vườn sinh thái Tư Dũng các bạn. Cái cây nhiều cái cây à. Nè 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 coi tiền mua vé mà. Ủa? Đúng rồi. Dạ không hái à. Thôi cho đây đi, cho mẹ ăn mới hái. Trời ơi, mưa lầm râm luôn bây giờ. Yêu là cưới kìa. Đi chơi trong mưa luôn các bạn ơi. Ảo thật chứ. Ở đây có vườn, có nhà đâu nè. Không, cái này lâm râm là đỡ á, hên là nó không mưa lớn là khỏi đi luôn á. Xin đừng hái trái, đang xịt thuốc. Đang xịt thuốc sao dám hái. Mời mấy bạn ghé ra mấy cái hàng xíu đi. Ta cũng mưa xíu luôn, mời miễn phí nè, nhiều sản phẩm đó nè. Dùng thử đi. Dạ. Bưởi hả? Vỏ chế tắc xíu vậy. Chế tắc hả? Dạ. Cái này là hạt đác xíu giống nè. Hạt có trái đác. Xin kêu. Trái đác nè các bạn. Tôi đổi rồi về thành phố nó bắt à. Thành hội đồng luôn chứ. Trời ơi phải không mưa đi ra cầu khỉ đâu ha. Ở đâu nữa? Kìa. Ở đây có vô từ vừa không? Nè đó, ba giờ mới nói nè. Không vậy, không có gì à. Nó chạy xuống thôi. Từ từ, cái nó tùy đôi dép á, đôi dép trơn chứ không trơn. Rồi rồi nè. Từ từ thôi nha, đi từ từ thôi nha. Trời ơi trời mưa mà nó. Mà nó quay top top mọi người ơi. Thôi đừng hái trái ăn mà nãy giờ có thấy trái gì đâu. Có chứ kìa, cây cốc. Dưa cây cốc à. Dạ. Ê cái này mới đúng là cầu khỉ thiệt nè. Đâu rồi? Hỏi cái chữ cầu khỉ vào bá luôn nè. Bên kia Rager. Vườn sinh thái Tư Dũng. Bim này, kêu bim qua thử thách này coi.
Rồi lâu lắm mình mới thấy được cái cầu này luôn á. Đi chú ơi, còn ăn đi, sồn chú ơi. Dạ. À, con nói giỡn á, con nói giỡn á. Rồi, có thể mình lên trên kia rồi. Hảo thật chứ. Coi, coi đôi dép anh nó trơn mày ơi. Từ từ á. Buông tay. Ở cái đội vô, lên. Đây. Cho. Mấy người vậy, ba người ạ? Rồi, bước xuống ngồi bên cái trái này. Nãy giờ anh kiếm cái trái anh ăn mà không thấy cái trái gì ăn được vậy. Bởi vì mới trồng những cái trái không ăn được nè. Coi nè. Rồi, té đó. Bim, không được Bim ơi. Bư à. Rồi. Nè. Thôi. Quay ngầu khỉ chơi. Nữa. Ôi thật kìa chưa. Đấy, mấy trăm mấy cầu á xem mày. Già là mấy trăm mấy cầu nè. Giúp mình ngủ ngon, mình biết áp lên mặt mình lại không vang vọng bên cái đường đó luôn. Dạ. Rồi đi điện trung đoàn. Ừ. Nè các bạn. Ui. Ngồi nhớ. Ai lời đó không? Bali. Ôi mày đâu dám trồng mày những cái trái này. Sợ bị hái. Người nước ngoài nè các bạn. Đông quá trời. Ông chú mình đâu ta? Đây ông chú mình nè các bạn. Ông đang đợi tụi mình đó. Rất là đông luôn nha các bạn nha. Trời qua trước rồi. Đi xuống tàu anh em ơi. Sắp cầu. Sắp thì lỗi.
Đông quá trời. Còn nữa. Bây giờ tụi mình chuẩn bị về nè các bạn ơi. Tầm trưa nắng là có rất là nhiều thuyền ghe luôn nha các bạn nha. Buổi sáng thì rất là ít, còn bây giờ là ghe đậu rất là nhiều luôn. Thuyền ghe ta đậu cả đống luôn nè. Mình chỉ còn một cái lối mòn này để đi thôi nè các bạn. Đây là những cái xuồng mà bán đồ ăn nè các bạn. Thì họ sẽ mua một lần tích trữ nhiều quá các bạn. Đó. Cửa hàng xăng dầu nè các bạn. Cũng giống trên bộ mình thấy không? Đó. Chợ nổi, hẹn gặp lại các bạn. Rồi cuối cùng cũng tới rồi các bạn ơi. Ảo thật cơ chứ. Chạy phải hơn nửa tiếng ấy chứ. Trời ơi. Khởi khởi ra đi em. Quên luôn. Em ở nhà đó của ta mà. Có chạy đâu mà đi làm nguyên ngày, có em về chạy có chạy đâu. Không, mà tại cho nó ông hàng cửa rồi đó, không trả tiền cho nè. Đấy, đấy con, chú chặt cái này kia đó là ai đặt cửa là hàng luôn. Dạ, đưa tiền đi. Cho chú luôn ha. Thôi cho chú luôn á. Dạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Bye bye chú. Bye bye chú. Chứ chạy cũng lòi mỏi lưng luôn á. Đi lần mấy mốt mình biết mình đi gần chi kia. Mà không có gì vui á. Đi gì nữa đi. Làm gì mà ông cười? À? Ông cười chứ được rồi. Cười anh gì? Cứu tôi. Mày với ai? Mày á. Mày với mày. Hài quá, ông quay qua sao ông cười mày. Nó ngồi mà nó cứ cứu người, cứu tôi. Tự nhiên một con xào qua là nó chết. Nó sống. Xào qua nó sống. Mà hai chiếc đấy nó kẹp hai anh gì vậy? Cái tàu mình nó lắc ra lắc chút. Cứu tôi, cứu tôi. Mình cứu, cứu tôi ảo thiệt chứ ảo. Này mày về mày giận chắc cười chắc nghĩ nói. Sao ăn gặp hết nhà, trong khi chuyến đi bất ổn. Cứu tôi. Đúng rồi. Anh ơi, em đi bất ổn đi đúng không? Đúng rồi, anh bên chế nha, bên chế. Anh là người chế. Về đâu chế, tao rủ mày bay đi, mà nói gì vậy? Thay thay, đúng nào, mình về thấy thiếu, thiếu gì vậy? Rồi, tao chặt đi, Cần Thơ, đi đúng rồi, lại về cũng đến nữa. Hello. Thôi đợi. Thiệt chứ.